Người đến tuổi 50 biết mà bảo vệ sớm 6 bộ phận này sẽ kéo dài tuổi thọ, cả đời sống mạnh khỏe, không lo bệnh tật. Quý vị khán thính giả thân mến, theo sách Hoàng đế Nội Kinh, huyệt đạo là nơi thần khí lưu thông ra và vào cơ thể. Trong đông y, việc tác động vào các huyệt đạo như châm cứu, day ấn, điểm huyệt đều có thể chữa được bệnh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, bạn cần lưu ý có những huyệt được gọi là tử huyệt, tức là khi tác động mạnh vào có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Dưới đây là những bộ phận huyệt nhất định bạn phải bảo vệ cả đời để sống khỏe. Đó là những huyệt như thế nào? Sau đây xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Người đến tuổi 50 biết mà bảo vệ sớm 6 bộ phận này sẽ kéo dài tuổi thọ, cả đời sống khỏe, không lo bệnh tật. 1. Nửa sau đầu. Ở bên trong sọ não của chúng ta, khu vực ở phía sau đầu là trung tâm điều chỉnh nhịp tim và hô hấp của cơ thể. Nó có chức năng sinh lý quan trọng, đảm nhận duy trì hô hấp, nhịp tim tiêu hóa, giấc ngủ, nhiệt độ cơ thể. Có thể nói đây là vị trí trung tâm của sinh mệnh. Xương sọ ở vị trí này khá yếu nên nếu bị thương nặng cũng có thể gây tụ máu trong não, dẫn tới nguy cơ tử vong cao. Thương tích thường gặp do đánh nhau, do ngã, do va đập hoặc tai nạn giao thông. Biện pháp bảo vệ. Não bộ là cơ quan quan trọng hàng đầu của cơ thể. Chỉ cần thiếu oxy trong vòng 4 phút cũng có thể làm tế bào não bị tiêu vong. Vậy nên khi đi đứng, sinh hoạt, vận động, dạo chơi, cần chú ý tránh xa những kiến trúc cao tầng hoặc những vách núi cao dốc để tránh bị các vật thể rơi xuống đầu hoặc đá lăn xuống bị thương. Tư thế tự bảo vệ bộ phận này cũng giống với cách bảo vệ thái dương, đó là bạn dùng hai tay kẹp chặt phần đầu và sau gáy, cong người lại. Nếu chẳng may bị thương ở đầu, cần lập tức tới bệnh viện chụp CT phần đầu để xem có bị tụ máu trong đầu hay không. Có những trường hợp bệnh nhân bị thương ở bên ngoài đầu, xong bị hôn mê trong thời gian ngắn, sau đó tỉnh lại tiếp tục rơi vào trạng thái hôn mê. Đây có thể là triệu chứng xuất huyết trong não. Lại có những bệnh nhân ở phía ngoài không thấy có dấu hiệu bị tổn thương, nhưng cũng không nên chủ quan mà nên đi khám kịp thời. Bên cạnh đó, trong sinh hoạt hàng ngày, bạn cũng nên chăm sóc cho não bằng những thói quen tốt cũng như những thực phẩm bổ dưỡng có lợi cho não. Đơn giản nhất là việc thường xuyên uống nước. Các nhà khoa học thần kinh cho biết, nước lấp đầy khoảng trống giữa các tế bào, giúp hấp thụ các chất dinh dưỡng và tạo ra protein. Nghiêm trọng hơn, chỉ cần giảm từ 2-4% lượng nước cũng có thể khiến não bị mất cân bằng, gây ra các tình trạng như phản ứng chậm, thay đổi tâm trạng, đau đầu. Ngoài ra, các loại rau xanh đậm như cải bó xôi, cải xoăn cũng là những thực phẩm bổ não tuyệt vời. Chúng rất giàu chất xơ, các vitamin và khoáng chất cùng các chất dinh dưỡng chống lại bệnh tật, rất cần cho hệ thần kinh khỏe mạnh. 2. Huyệt thái dương. Huyệt này chỉ cách xương sọ khoảng 1-2mm, cũng là khu vực mỏng nhất trong hộp sọ. Hơn nữa, dưới huyệt vị này còn có các động mạch não. Nếu bị tác động mạnh, rất dễ làm cho mạch máu bị vỡ và gây xuất huyết, từ đó gây ra tình trạng tụ máu trong hộp sọ và làm chúng ta rơi vào trạng thái hôn mê. Cần ngay lập tức tiến hành phẫu thuật khi bị thương ở vị trí này, nếu không sẽ có thể nguy hại tới tính mạng. Thương tích thường gặp do đánh nhau, do tai nạn giao thông, do bị ngã, bị va chạm và đập mạnh. Biện pháp phòng vệ. Khi cảm thấy có điều bất trắc sắp xảy ra như sắp bị va đập hay đụng phải cái gì, bạn cần bảo vệ đầu trước tiên. Nhanh chóng dùng một tay che vào huyệt thái dương ở phía sau lông mày, chỗ lõm nơi có đường mạch xanh của thái dương. Tay còn lại quàng ra phía sau, bảo vệ đốt sống cổ. Hai khuỷu tay hướng về phía trước, kẹp chặt bảo vệ phần mặt, đồng thời gập cong người lại giống hình hài trẻ sơ sinh. Đây là tư thế bảo vệ đầu và các bộ phận khác một cách hiệu quả khi bị thương hoặc va đập. 3. Trái tim. Trong hệ tuần hoàn cơ thể, tim là một bộ phận quan trọng với chức năng bơm đều đặn để đẩy máu theo các động mạch, đem các chất dinh dưỡng và dưỡng khí đến toàn bộ cơ thể, đồng thời bài trừ các chất thải ra ngoài trong quá trình trao đổi chất.
Tim hút máu từ tĩnh mạch về tim, sau đó đẩy máu đến phổi để trao đổi khí CO2, lấy khí O2. Nếu va chạm mạnh từ bên ngoài, tác động hoặc bị chấn thương, có thể dẫn tới mất nhiều máu hoặc tim ngừng đập, gây tử vong. Thương tích thường gặp do bị bắn, bị dao đâm, bị tai nạn giao thông, bị thương do đấu võ. Biện pháp bảo vệ. Khi tim bị tổn thương nghiêm trọng, sẽ làm xuất hiện những triệu chứng như tứ chi co bắp, hôn mê, tim ngừng đập, ngừng hô hấp. Nếu thấy tình trạng trên, cần khẩn trương gọi cấp cứu và thực hiện các thao tác hô hấp nhân tạo. Nếu bị vũ khí đâm vào cơ thể, tuyệt đối không được rút ra ngay. Trước tiên, cần dùng băng gạc, khăn bông sạch cầm máu và băng bó vết thương. Ngoài ra, muốn có một trái tim khỏe mạnh, bạn cần chọn đa dạng các loại thực phẩm cho bữa ăn như thịt, cá, trứng, rau củ, quả các loại. Đối với trứng thì không nên ăn quá 3 quả một ngày và nên ăn cách ngày. Tránh ăn quá nhiều, nên chia thành nhiều bữa nhỏ trong một ngày và ăn vào những khung giờ cố định. Nhất là không ăn quá muộn để hình thành phản xạ cho cơ thể, giúp tiêu hóa thuận lợi hơn. Quan trọng hơn cả, bạn nên bổ sung vào chế độ dinh dưỡng với các loại thực phẩm tốt cho tim mạch như bột yến mạch, cá hồi, quả bơ, đậu nành, các loại hạt, cải bó xôi, dầu ô liu. Và đừng quên duy trì các hoạt động thể chất phù hợp để giúp cơ thể và trái tim thực sự khỏe mạnh nhé. 4. Động mạch tứ chi. Động mạch tứ chi là các động mạch phân bố phía trên cánh tay và ở đùi. Đây đều là những khu vực có lớp da mỏng hơn các chỗ khác trên cơ thể. Không những vậy, vị trí này rất dễ bị thương và dễ vì bị xuất huyết quá nhiều mà gây tử vong. Nếu lượng máu xuất huyết vượt quá 30% lượng máu trong cơ thể thì nguy cơ cao đe dọa tới tính mạng. Thương tích thường gặp do tai nạn giao thông, do bị dao đâm. Biện pháp bảo vệ. Nếu có vết thương lớn ở động mạch tứ chi, trước tiên cần ấn chặt vào động mạch chỗ gần tim để mau chóng cầm máu. Sau đó, nhanh chóng dùng khăn sạch hoặc băng gạc sạch buộc chặt phần trên của tứ chi. Động mạch tứ chi hay còn gọi là các động mạch ngoại biên là các động mạch cấp máu cho các chi. Nếu tắc động mạch ngoại biên có thể dẫn tới nhiều hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như tàn phế hoặc thậm chí phải cắt cụt chi. Để tránh tình trạng này xảy ra, chúng ta cần có một chế độ ăn ít cholesterol và mỡ bão hòa để làm giảm mỡ máu, hạn chế tình trạng xơ vữa. 5. Cột sống cổ. Cột sống cổ bao gồm 7 đốt sống từ C1 cho tới C7, liên kết với nhau nhờ đĩa đệm. Đối với cơ thể, cột sống cổ đóng 3 vai trò trọng yếu không thể thay thế. Đầu tiên, đây là bộ phận được ví như chiếc cầu nối vững chắc để nối liền đầu và lưng. Hơn thế, nó còn đóng vai trò như một chiếc giá đỡ để chống đỡ cho đầu. Thêm nữa, cột sống cổ có vai trò bảo vệ tủy sống cùng hệ thống mạch máu và dây thần kinh. Cuối cùng, cột sống cổ là đòn bẩy vận động cho hàng loạt các hoạt động như ngửa đầu, quay đầu, cúi đầu. Theo Trung y, cột sống cổ nằm ở vị trí của mạch đốc, là một trong kỳ kinh bát mạch. Mạch đốc thu nhận toàn bộ các kinh khí từ những đường kinh dương trong cơ thể, nên được ví như dương mạch chi hải, có nghĩa là bệ của các kinh dương. Do đó, mạch này có công dụng duy trì nguyên khí trong cơ thể và điều chỉnh dương khí toàn thân. Đây là một trong những bộ phận yếu nhất của cơ thể, nhưng lại đóng vai trò như là hành lang của trung khu thần kinh, nên khi bị tổn thương ở mức độ nặng, có thể gây nguy hại tới tính mạng. Thống kê từ các báo cáo y học đã chỉ ra, tỷ lệ tử vong do tổn thương cột sống cổ biến chứng sang tổn thương tủy sống cao tới 15-20%. Đặc biệt, việc gãy xương cột sống cổ dễ làm cho tim và hệ hô hấp ngừng hoạt động. Do đó, nếu cột sống cổ xảy ra vấn đề, huyệt vị, hệ thống kinh mạch cũng như nguyên khí trong cơ thể đều sẽ bị tổn thương. Thương tích thường gặp do vết dao, do ngã, vận động, do tai nạn giao thông, do nhảy múa, tập xà đơn xà kép, do trượt băng, đều là những nguyên nhân dẫn đến tổn thương cột sống cổ. Biện pháp bảo vệ. Khi thấy cột sống cổ bị đau nhức, nhiều người thường xoa hay đấm bóp để xoa dịu các cơn đau. Nhưng trên thực tế,
cách thức này không thực sự đem lại kết quả rõ rệt. Hơn thế, nếu làm xoa hay đấm bóp quá đà hoặc sai cách, sẽ có nguy cơ tạo thành những tổn thương cho bộ phận này, nghiêm trọng hơn có thể gây tê liệt. Khi bị tổn thương bên ngoài cột sống cổ, trước tiên nên đặt bệnh nhân nằm trên mặt đất bằng, cố gắng cố định phần đầu của bệnh nhân, không được lắc lư và càng không nên tùy tiện xoa bóp để tránh gây tổn thương tới thần kinh. Ngoài những trường hợp khẩn cấp, thì trong sinh hoạt đời thường, bạn cũng cần chú ý bảo vệ cột sống cổ bằng thói quen tốt như luôn giữ cơ thể ở tư thế đúng. Tư thế đúng không có nghĩa là phải luôn giữ cho cột sống thẳng hoàn toàn, mà là duy trì được độ cong sinh lý của cột sống ở vùng cổ và vùng thắt lưng. Nhất là đối với người ngồi làm việc cả ngày, cơ thể cần thả lỏng, chân chạm đất, lưng tựa vào ghế để phần thân trên hơi ngả về phía sau. Chọn ghế ngồi vừa tầm để chân có thể chạm đất thoải mái. Nếu ghế quá cao thì cần kê thêm kệ giữ chân. Máy tính nên đặt ngang tầm mắt để tránh đầu không phải cúi xuống hay ngước lên quá nhiều. Tư thế đi, đứng chuẩn là đầu, vai và hông phải được giữ thăng bằng tự nhiên theo cơ thể trên trục thẳng. Khi muốn nhặt đồ dưới đất thì nên ngồi hẳn xuống để nhặt, tránh không cúi quá mức. Bên cạnh đó, khi ngủ, chúng ta cũng cần chú ý ngủ ở tư thế thẳng, gối đầu thấp, vì tư thế này ít tạo áp lực lên cột sống nhất. 6. Thận. Thận là cơ quan tiết niệu nằm trong khoang bụng sau, gồm hai quả hình hạt đậu nằm đối xứng nhau qua cột sống lưng, ở vị trí ngang thắt eo. Đây là cơ quan nội tạng, có chức năng quan trọng trong cơ thể, với nhiệm vụ chính là lọc máu và các chất lỏng trong cơ thể thông qua hàng triệu tiểu cầu thận. Thận cũng là cơ quan rất dễ bị tổn thương. Nếu gặp chấn thương, không cẩn thận, có thể dẫn tới vỡ thận gây xuất huyết trong bụng, bị choáng váng, thậm chí có thể tử vong. Thương tích thường gặp do ngã, do vận động, do tai nạn giao thông. Một số người cao tuổi đi đứng không vững, chẳng may bị ngã, thắt lưng đập mạnh vào vật cứng cũng có thể làm vỡ thận dẫn tới tử vong. Biện pháp bảo vệ, cần hết sức chú ý đi lại hoặc sinh hoạt để không bị ngã, nhất là đối với người già. Nền nhà không để ẩm ướt, trơn trượt, không vứt dây điện và những vật dụng bài trí lung tung, cần lấp tối đa để không có những góc sắc nhọn. Người lớn tuổi đi lại cần nhẹ nhàng, từ từ, không vội vã. Mỗi ngày nên tăng cường vận động chi dưới, mưa gió, hạn chế đi ra ngoài. Hơn thế nữa, theo dược sĩ kiêm tư vấn viên y khoa tại Đại học Indiana, Mỹ, ông Debbie Herbenick cho biết, mỗi ngày có đến 114 lít máu bơm qua thận. Do vậy, người bị suy giảm chức năng thận nên thường xuyên đi bộ, đạp xe đạp hoặc ra ngoài trời vận động. Những bài tập này sẽ giúp tăng cường lưu thông huyết áp, có tác dụng gia tăng hiệu quả làm việc của thận, đồng thời giảm bớt những vấn đề về cơ khớp. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên chú ý uống đủ nước, bởi nước sẽ làm loãng nồng độ chất thải trong nước tiểu và giúp thận hoạt động tốt hơn. Quan trọng hơn nữa là chúng ta cần cắt giảm lượng muối đưa vào cơ thể, nói không với bia rượu để tránh gánh áp lực lên thận. Ngoài thận và tim, nếu những cơ quan nội tạng khác bị thương nặng, cũng có thể gây nguy hại tới sức khỏe và tính mạng. Nếu phổi bị thương, sẽ làm không khí tràn vào lồng ngực quá tải, dẫn tới căng tràn khí màng phổi, dễ gây tử vong. Lá lách và gan, mặc dù được xương xương bảo vệ, song đây là hai cơ quan cũng vô cùng yếu đuối, dễ bị tổn thương và nhiễm độc. Khi bị vỡ, dễ gây ra xuất huyết lớn trong khoang bụng, chảy máu quá nhiều cũng có thể dẫn tới tử vong. Quý vị khán thính giả thân mến, con người phàm là ai đi chăng nữa cũng phải coi trọng trạng thái cảm xúc của bản thân, đặt nó quan trọng ngang với sức khỏe, bởi đó là hai thứ quan trọng nhất trong cuộc đời này. Vui vẻ là phương thuốc kỳ diệu giúp cho con người trường thọ. Hãy học cách làm cho bản thân mình vui, tâm trạng vui vẻ thoải mái, mọi việc tự nhiên sẽ thuận lợi, tốt đẹp. Sức khỏe là yếu tố đảm bảo cho cuộc sống của chúng ta, còn tâm trạng mới là nhân tố quan trọng quyết
định đến hạnh phúc trọn vẹn của chúng ta. Cuộc đời này của chúng ta chẳng có bất cứ ai có thể sống trong điều kiện hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, cũng chẳng có ai thập toàn thập mỹ. Yêu cầu ở bản thân cao một chút cũng là việc tốt, nhưng đừng bắt nội tâm phải cõng quá nhiều quá khứ. Chỉ cần chúng ta nỗ lực, mọi việc khắc được an bài theo cách tốt nhất. Ban biên tập chương trình xin khép lại video tại đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.